review kem, review kem. Và đây là một cây kem rất là kỳ, tên kỳ lắm, kem chè Thái. Đây, kem chè Thái, cái chữ chè Thái này nó làm bằng bạc nên đó là khá là khó nhìn. Nhưng mình rất là tò mò, và đây là lý do tại sao chúng ta xem review kem, review những cái kem lạ mà các bạn thấy mà không biết có mua ngon hay không. Thì đây, review kem chè Thái của Merino. Hey, this is Rocky Wolf's visitor. Check out me, and here we go. Cái kem mình đang cầm trên tay này tên là kem chè Thái. Và chính vì cái tên kem này mình nói là đây là ý nghĩa của việc mà khi chúng ta làm review kem, đó là khi chúng ta bước vào trong bất kỳ một cái tạp hóa nào, chúng ta thấy những cây kem màu sắc bắt mắt như thế này, đẹp đẽ như thế này, nhưng mà chúng ta ngại mua vì không biết nó có ngon hay không, thì ok, review kem sẽ giúp cho các bạn biết được điều đó. Và đây là cây kem chè Thái mà mình rất là tò mò, mình chưa ăn bao giờ luôn, đây cũng là lần đầu mình ăn luôn. Cây vừa khui ra là ngửi thấy mùi sầu riêng liền. À đúng, có mùi chè Thái thiệt bấy. Khui ra để xa thì có mùi sầu riêng, nhưng mà để gần hít thì nó vừa có mùi sữa, vừa có mùi mít. Trên đây có mùi sầu riêng nè, mùi sữa nè, dưới này lại có mùi mít. Có nghĩa là trên một cái kem này, tò mò quá, nó có đủ tất cả các mùi. Tuy nhiên nó bỏ vô cái kem thì nó sẽ không được đẹp như là cái bìa mà chúng ta đang nhìn ở đây. Nó màu sắc thì nó đang trong trạng thái đông đá, vì mình mới vừa lấy ra khỏi tủ lạnh của mình, nó vẫn còn đang khoảng -24°C. Chờ xíu mới cắn. Vì mình nghĩ rằng kem chè Thái tuy mà làm dưới dạng cây, nhưng mà vì nó là chè Thái mà, nó sẽ có cốt sữa, và cốt sữa thì nó sẽ mềm mịn mới là cái quan trọng. Chờ xíu, khoảng vài giây thôi. Trong cái nhiệt độ phòng này nó sẽ xuống nhiệt độ nhanh thôi. Nó sẽ lên tới khoảng -5°C và mình ăn là vừa. Cái kem này hay lắm các bạn à. Cái kem này bạn ngửi ở những vị trí khác nhau thì nó sẽ có những cái mùi khác nhau. Mít nè, nó có mùi mứt nữa. Nó có mùi mứt, mình không nhớ là cái mứt gì. Hạt lựu. Nó có mùi sầu riêng. Tò mò quá, cắn cái thôi. Chỗ này có cái vàng vàng. Này các bạn thấy không? Nó có cái vàng vàng. À, chắc là mứt hay sầu riêng gì đó. Trời ơi, ngon. Đỉnh. Đỉnh lắm, thật sự với các bạn. Mình là người thích ăn chè Thái, mình đã ăn rất là nhiều loại chè Thái ngon rồi. Ở trong thành phố mình, trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì có một cái chỗ chè Thái bán cũng khá là nổi tiếng là chè Thái Ý Phương. Bây giờ thì có thể nhiều bạn sẽ không thích nữa, nhưng mà mình vẫn thích. Và đó là một trong những cái chỗ bán chè Thái khá là to bự, và nó có mùi vị cũng khá là đặc trưng. Thì cái cảm giác mình ăn cái cây gì, kem chè Thái này nè, nó giống như là mình ăn chè Thái thiệt, nhưng mà nó lạnh. Mứt thơm. Không, mứt mít. Mình vừa cắn miếng vàng vàng ở đây. Mứt mít. Ngon lắm. Đã lắm. Khi mà mình ăn chè Thái á, có một thứ mình thích và một thứ mình không thích. Đó là đầu tiên là mình muốn ăn nó phải lạnh. Nhưng mà ăn nó lạnh á, thì nó phải cho nhiều đá bào. Mà cho nhiều đá bào á, thì cảm giác là bạn múc vào trong miệng á, thì bạn sẽ bị tan hết sữa, sẽ tới miếng đá bào. Nó lạnh mà nó lạc nhách, nó khó chịu lắm. Còn mà cho đá cục á, thì nó sẽ hơi khó để lạnh. Cho nên có một cái màn đó là hồi xưa là mua chè Thái xong về bỏ đá cục vô rồi bỏ cái tủ lạnh. Nhưng mà vì bỏ đá cục á, thì cái chè Thái nó sẽ ít tan ra, nên hay có cái màn là cho thêm chút xíu nước lạnh vô cho nó tan ra để nó loãng húp cho nó ngon. Nhưng mà mình không ngờ ăn cái kem chè Thái này thì nó bị hoàn hảo ở chỗ là cái mùi chè Thái bạn ăn. Nó lạnh, nó mát đã lắm, rồi nó tan dần trong miệng. Nhưng mà vấn đề là cái lúc nó tan dần á,
nó vẫn giữ nguyên cái mùi thơm, mùi ngọt, nó không bị ảnh hưởng bất chút xíu nào của cái việc cái miếng đá bào cả. Và nó không bị ảnh hưởng hay kiểu là bạn ăn miếng chả thái bạn hay bị kẹn lẫm lụt lẫm nhầm cục đá, nó bị vô duyên. Thì cái này chắc chắn là nguyên cây cam này không có miếng đá nào. Và nãy giờ ăn 3 miếng mít rồi nha. Thấy không? Thấy cái cộng lên này không? Dừa, cơm dừa, cơm dừa thái mỏng, rất đã, giòn, sực, ngon. Và bên trong một cây kem chè Thái. Và mình nghĩ rằng vậy nè, mình nghĩ là các bạn sẽ thích cây kem chè Thái này, là tại vì ăn cây kem chè Thái này nó giống như là cây kem nhân phẩm vậy đó. Nó có mức độ hên xui. Tại vì không ai biết trước được là cái sự sắp xếp của các loại topping ở trong đây là dừa nè, là mít nè, là sầu riêng nè, là hạt lựu nè. Mình chưa biết cái xanh xanh là gì, có thể nó là chúng ta ăn thì biết. Tức là nó sắp xếp một cách ngẫu nhiên lộn xộn, cho nên là việc bạn cắn một miếng kem mà lẫn miếng mít không thì nó có mùi khác. Mít với sầu riêng thì nó sẽ mùi khác, mít với dừa nó sẽ mùi khác, rồi hạt lựu với dừa nó sẽ mùi khác. Có nghĩa là nó tạo ra một cái khẩu cảm là kem thì nó sẽ là chất sữa rồi, mềm mịn tan dần trong miệng. Mít thì nó sẽ có miếng dai miếng mềm nha. Mít thì có miếng dai miếng mềm, còn dừa là miếng giòn. Còn mấy miếng như là xương sa hộp lụi trong đây á, thì nó sẽ dai giòn dẻo. Chưa cắn cái đó, ăn tiếp đi đã. Dừa. Phải lè là con mới biết nó là cái gì. Nhưng mà cảm giác cái kem này mắc cười lắm. Bạn ăn cứng nó có mùi vị riêng. Bạn để cho nó mềm mềm xíu bạn nhai, nó lại có mùi vị riêng, nó lại mềm tan trong miệng. Một cái kem cốt sữa điển hình. Bây giờ thấy cái xanh xanh này không? Không biết cái xanh xanh này là cái gì cả. Ăn thử mới biết. Giống mứt dừa, nhưng mà có nhuộm mùi lá dứa. Chắc là mứt dừa lá dứa. Nó thơm mùi lá dứa lắm. Đúng rồi, thơm mùi lá dứa, chỗ này thơm mùi lá dứa. Cái kem này mắc cười, cực kỳ mắc cười. Mỗi lần ăn tới đâu, ngửi cái mùi nó khác tới đó. Lại có mít. Mít này nó làm, nó sấy hơi dẻo dẻo, nó bỏ vô. Chứ không phải để mít tươi, cũng không phải để mít khô. Sấy hơi dẻo dẻo. Ngon ghê các bạn. Vừa cắn trúng miếng sầu riêng. Không phải nguyên miếng sầu riêng, mà giống như một cái lớp, một cái lớp kem sầu riêng, hay là một cái lớp mứt sầu riêng nhẹ thôi, thoang thoảng thôi. Nó không có phải là một miếng sầu riêng, nhưng mà nó thơm. Đấy, lần đầu tiên mình ăn một cây kem mà phải ăn tới đâu ngửi tới đó nó mùi gì. Tới giai đoạn này, cây kem này nè, là nó tan gần qua cái ngưỡng của nó rồi. Do cây kem này ngon, và vừa ăn vừa phân tích, nó ăn hơi chậm. Nó bắt đầu hơi chảy nè, thấy không? Thì mình nghĩ là video này tới lúc này là khoảng gần 10 phút rồi. Mình nói là ông này ăn cây kem á, ngon nhất cũng bao giờ là trong cái trạng thái khoảng 5 phút thôi. Là ngon nhất. Topping trong cây kem này đỉnh. Bạn ăn, bạn phải nhai, bạn buộc phải nhai. Chứ không thể bạn cắn rồi bạn nuốt được, nó không phải đậu phộng. Đậu phộng bạn cắn ra hoặc bạn ngậm mà nó mềm ra được, còn cái này phải nhai. Tại vì dừa nè, rồi đậu, rồi mít sợi trong đây nè. Phải nhai nó mới cảm thấy nó đã. Nó sực trong miệng, đã lắm. Thấy không? Mít nè. Dừa lá dứa nè. Không có hộp lựu nha. Không có hộp lựu. Hoặc là cây kem mình ăn nó không có hộp lựu. Ở trên đây minh họa có hộp lựu. Mà ăn hay không thấy hộp lựu. Nhưng mà cũng minh họa
chuẩn là dừa là nhiều, có vị sầu riêng và có vị mít. Mít không 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 thấy bỏ đây, chắc trái mít nó nhìn vô giống trái sầu riêng quá, không lẽ để hai trái giấy gai gai giống nhau. Thưa bạn luôn, cây kem chè Thái này xứng đáng là một cây kem favorite tiếp theo. Quay. Bữa giờ ăn là kem gỗ, còn hôm nay là cái cây kem nhựa. Cái que là que nhựa. Mình không biết các bạn như thế nào chứ ngày xưa á, mình nhớ có cái thời gian kem nó khuyến mãi, cho nên là ăn kem nhiều, sưu tập lại mấy cái que nè, sau đó rửa sạch sẽ đi phơi khô cho nó ráo nước, rồi sẽ làm những cái trang trí hoặc là làm que tập đếm này kia. Còn cái cây nhựa này thì nó lại càng làm điều đó nó dễ hơn nữa. Nhưng mà mình chưa hiểu cái việc để làm cái que kem nhựa này để làm cái gì, để bữa nào hỏi. Nhưng mà xác nhận với các bạn, kem chè Thái độc, lạ, ngon. Nó giải quyết được cái khuyết điểm của một cái chè Thái điển hình là ăn phải mấy cục đá bào, rất là gớm. Thì cái kem này ăn lúc nào cũng cảm giác ngọt, dịu trong miệng. Nhiều khi bạn chỉ muốn có một cái hương chè Thái nhẹ nhàng trong miệng khoảng 5-10 phút, sảng khoái rồi đi làm việc khác. Đó, kem chè Thái của Merino. Đã.